Với tốc độ tăng trưởng mỗi năm trên hai con số, ván gỗ nhân tạo ngày càng được sử dụng nhiều trong đời sống cũng như sản xuất. Trước xu hướng này, tập đoàn Kim Tính xây dựng thêm nhà máy sản xuất ván PB, tức ván dăm với công suất 600.000 mét khối trên năm, tại khu công nghiệp Dầu Dây, tỉnh Đồng Nai. Đây là nhà máy thứ ba trong ngành gỗ của tập đoàn này. Hiện nay, hai nhà máy sản xuất ván MDF của đơn vị đang cung cấp cho thị trường 500.000 mét khối ván trên năm. Nhà máy được trang bị máy móc công nghệ hiện đại, được nhập khẩu hoàn toàn từ Đức và châu Âu. Sản phẩm đáp ứng được tiêu chuẩn của các thị trường vốn được xem là khó tính như châu Âu, Nhật Bản và Mỹ, đem về doanh thu mỗi năm 3.000 tỷ đồng, đóng góp 50% vào tổng doanh thu 6.000 tỷ đồng mảng ngành gỗ của tập đoàn năm 2020. Nhà máy sản xuất ván PB sẽ chính thức vận hành và cung cấp những sản phẩm đầu tiên đến khách hàng vào quý 1 năm 2020.